Phật thuyết Đại thừa Bồ Tát Tạng chấp pháp kinh, quyển 19, phẩm 7, trì giới Ba La Mật, phần 2. Này Xá Lợi Tử, sao gọi là thiện? Nên biết thiện pháp có ba, đó là thân, miệng, ý, hành thiện. Nếu các đại Bồ Tát an trụ thiện hành như vậy, đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng cần cầu tu tập thì được Bồ Đề. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kệ rằng: thân nghiệp luôn luôn tu thiện hạnh, là lời chư Phật thường nói thế. Tùy chỗ thân cận A Xà Lê thì được đa văn cảnh giới thiện. Bồ Đắc Già La nghĩa thù thắng, nên khởi tâm từ lợi chúng sinh, lời nói dịu hòa không yêu ghét. Người nghe lời nói xin vui thích, tùy các pháp tướng không nhớ ác, ý vui cực thiện đều bình đẳng, tu tập không sinh tội dục tâm, từ tâm quán sát thường tôn trọng, được nghe lời thanh tịnh Như Lai, phải nên tôn trọng đối chánh pháp. Do nhân tôn trọng với chánh pháp, cho nên chống được quả Bồ Đề. Nếu Bồ Tát có thể ăn trú 10 pháp này rồi, thì đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng siêng năng cần cầu tu tập, thân cận hầu hạ các bậc A Xà Lê, làm những việc cần làm, cho đến dân trà nước. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Bồ Tát có 10 thứ phát tâm. Đó, một là Bồ Tát phát tâm như vậy, đau đớn thay thân của tất cả chúng sinh bệnh tật sầu khổ áo não, bốn con rắn độc thay nhau làm hại, tất tập các khổ, sinh nhiều tội lỗi, nhiều thứ bệnh trạng xảy ra như ung thư, ghẻ lở, bệnh nhọt, đờm, dãi, ngứa, ngáy. Khi chịu các căn bệnh như vậy, phải trải qua nhiều gian khổ, càng ngày càng cay gắt, do vậy mà mau chóng tổn hoại thật là không chắc chắn, ốm yếu gầy mòn, mau đưa đến tử vong, rồi đem vứt xác ngoài nghĩa địa không có một chút vui nào. Vậy ta nên làm cho tất cả chúng sinh nhàm chán cái thân giả tạm không chắc chắn này, mà nên mong cầu cái thân chắc chắn chân thật. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ nhất của Bồ Tát. Do phát tâm này nên Bồ Tát có khả năng cần cầu tu tập chánh pháp Bồ Tát Tạng, thân cận hầu hạ các bậc A Xà Lê, làm những việc cần làm cho đến dân trà nước. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kệ rằng: các cõi như rắn độc dữ tợn, bốn thứ làm chỗ nương cho nhau, mỗi mỗi khởi lên nhiều nhuế hại, thân này mang nhiều bệnh khổ não, mắt, tai, hai chỗ sinh các bệnh, mỗi lưỡi sinh bệnh cũng như vậy, môi răng sinh bệnh khổ quá nhiều, khắp thân mang đủ các căn bệnh. Ung thư mới phát sinh đau khổ, ghẻ lở lan tràn càng nhức nhối, còn các bệnh khác lại quá nhiều, do đó buộc trói khắp toàn thân, thân này sinh các bệnh khổ não, tích tập các khổ trên thân này. Không nghĩa không lợi tổn hại nhiều, mau chóng tiêu vong thân này diệt, ném vào nghĩa địa có gì vui, vô thường mau chóng không chắc chắn, quán kỹ thân này tối như vậy, lại thêm chứa nhóm các bệnh khổ. Nên tu hiền thiện các sự nghiệp, làm nhân thân Phật ở đương lai, vứt bỏ các thân ác như vậy, phá hủy suy tàn lại mau chóng, thành tựu thân Phật đủ các đức, chẳng thể nghĩ bàn đại pháp thân. Nhìn lại thân chịu khổ như vậy, đầy cả các lậu không thể vui, nên biết không có lậu pháp khác, tức lấy thân này làm nhân lậu, tạm ở chỗ nóng muốn mát mẻ, hoặc ở lạnh buốt muốn che chở. Thương thay thân này có gì vui, da chớ thường trói tổn hại nhiều, chán lạnh sợ nóng làm khổ tâm, tất cả đọa lạc đều phá hoại. Người trí nên tu nghiệp sĩ phu, nguyện được thân chân thật tối thượng, kham nhận thân cận A Xà Lê, nhàm chán thân này thể như huyễn. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ nhất của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, hay là Bồ Tát phát tâm như vậy, thương thay tất thân của tất cả chúng sinh ở thế gian không chắc thật, đoạn diệt hủy hoại ly tán. Này Xá Lợi Tử, ví như người thợ gốm tay nghề khéo léo làm ra các loại bình tùy cỡ lớn nhỏ, tuy thấy có thành đó nhưng đều quy về phá hoại thân của chúng sinh ở thế gian, từ hư huyễn mà thành, không chắc thật cũng như vậy. Như cây đại thọ, cành nhánh hoa quả xung xuê, tuy được mọi người chăm sóc yêu thích nhưng lại quy về rơi rớt, thân không chắc thật của chúng sinh ở thế gian, như quả chín mùi cũng như vậy. Như trời đêm thanh, các ngọn cỏ động, từng giọt sương long lanh, sáng ra mặt trời chiếu vào, làm tan mất tất cả. Thân không chắc thật của chúng sinh ở thế gian không có lâu dài, cũng như vậy, là như biển cả, sông ngòi, kênh rạch, dòng nước cứ mãi chảy. Trong nước lại nổi lên những bọt nước,
nhưng bọt nước đó rồi có rồi lại không. Thân của chúng sinh ở thế gian như là bọt nước không có bền lâu cũng như vậy, là như trời đổ cơn mưa, nước nổi lên bong bóng, cứ diệt rồi sinh, không thể tụ lâu. Thân không chất thật của chúng sinh ở thế gian, tự tánh yếu kém cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát muốn khiến tất cả chúng sinh nhàm chán không thân không chắc chắn như vậy, mà mong cầu thân chắc chắn chân thật. Đây là phát tâm thứ hai của Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lặp lại bằng cả rằng: như người thợ gốm muốn làm bình, trộn đất vào khuôn làm thành bình, tất cả đều quy về hoại diệt, thọ mạng chúng sinh cũng như vậy. Là như đại thọ cành rễ tốt, nhành lá xum xuê hoa trái nhiều, tất cả đều quy về rơi rụng, thọ mạng chúng sinh cũng như vậy. Ví như sương mai động ngọn cỏ, mặt trời chiếu vào hóa ra không, nhãn cảnh không dừng trong chốc lát, thọ mạng chúng sinh cũng như vậy. Là như nước biển cả sông hồ, bọt nước nổi lên mềm không cứng, thân chúng sinh như huyễn yếu kém, giống như bọt nước đều không thật. Ví như trời mưa nước lan tràn, trong nước nổi lên nhiều bong bóng, sát na quán cảnh có liền không, thân không chắc chắn cũng như vậy. Thân không chắc thật lại tưởng thật, trong thật lại khởi tâm không thật. Người này không vào môn chân thật, suy nghĩ tà vậy cảnh giới vọng. Trong thật nếu khởi tưởng chân thật, không thật sẽ sinh tâm không thật. Người này được vào môn chân thật, suy nghĩ chân chánh cảnh giới chơn. Nếu khởi tâm tướng chân thật rồi, hầu hạ tôn sư dân trà nước, nhìn lại thân huyễn không thật này, thường được thể chắc chắn chân thật. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ hai của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, ba là Bồ Tát phát tâm như vậy, thương thay tất cả chúng sinh trong thế gian không thể suy nghĩ như vậy. Ta ở trong nhiều kiếp sinh tử, xa lìa thiện tri thức, thân cận ác tri thức, nổi lên biến nhát, tinh tấn yếu mòn, ta kiến che lấp, đầy dẫy ngu si, không bố thí, không tương yêu, không làm các việc thiện, chỉ tạo ác nghiệp, quả báo thành tục, thân tướng cảm lấy các bất thiện, tha má càng tăng, ốm o, tiều tụy, hoặc sinh vào ngạ quỷ, không thể nuôi sống, lấy lửa làm thức ăn, trải qua trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm, không bao giờ nghe đến tiếng nước, uống nữa là được uống. Nay ta lại phát tâm này, nguyện thân cận tu tập thực hành thiện pháp, gần thiện tri thức, như thế nên mới được thân người. Sống bằng điều thiện, hành các bố thí cho đến bỏ cả thân mạng, thân cận hầu hạ các bậc A-xà-lê, siêng năng tu tập chánh pháp Bồ-Tát Tạng, làm những gì cần làm cho đến dân trà nước. Đây là phát tâm thứ ba của Bồ-Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kể rằng: thế gian có các thiện tri thức, phải nên đến đó luôn thân cận, không thể tính đếm thân nhân cận thiện, do đó không sinh các thiện hạnh. Bởi do thân cận các bạn ác, cho nên xa lìa người hiền thiện, tâm hay biến nhát ít siêng năng, ganh ghét dối ghẹt xin lỗi lầm, không hành bố thí, không thương yêu, không thể thực hành các thiện pháp, quả chính chịu lấy thân ốm gầy, hoặc sinh các cảnh giới ngạ quỷ, nhiều kiếp chìm mãi trong sinh tử, chịu báo tối tâm nhiều sợ hãi, không được ăn uống đói khát tăng, phải chịu trọn đủ các khổ não, trải qua như vậy trong ngàn năm, chịu khát không nghe đến tiếng nước, bố thí điều thiện lại không quán, không được các thiện tướng thế gian, ta nay lại phát tâm như vậy, làm được thân người rất là khó, ta nguyện thân cận A Xà Lê, mau được viên mãn các thiện hạnh, phải nên xa lìa ác tri thức, thường luôn thân cận người hiền thiện, bỏ thân mẹ này có khó gì, điều chính yếu nguyện được Bồ Đề, khỏi lòng tôn trọng A Xà Lê, cung kính phát sinh tâm thanh tịnh, đảnh lễ hầu hạ làm các việc, nguyện được Bồ Đề thật tối thắng. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ ba của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, bốn là Bồ Tát phát tâm như vậy, chúng sinh trong thế gian nên nghĩ rằng: ta trong nhiều kiếp xa lìa thiện tri thức, thân cận ác tri thức, sinh ra biến nhát, tinh tấn mòn dần, ngu si tối tâm, không biết nhẫn nhục thương yêu, không có các tướng tốt, tâm bị khốn đốn, thân luôn mệt mỏi, như bị đánh đập, các khổ bức bách, nhiễu loạn chúng sinh. Nếu không có duyên ấy thì thà chịu lấy tội báo,
do đó tạo ra các nghiệp bất thiện. Từ nghiệp bất thiện đó quả báo thành thục, cho nên phải đọa vào súc sinh, làm trâu lừa lạc đà, không thể tự nuôi sống, chỉ an toàn cỏ cây, gặm nhấm luôn mồm, sợ hãi, sợ đánh đập, trở nặng khốn khổ, xa lìa tất cả thiện tướng bố thí. Nay ta lại phát tâm này, thân cận bạn tốt, nên được thân người, không tiếc thân mạng, bố thí rộng rãi, làm các nghiệp thiện, thân cận hầu hạ các bậc A-xà-lê, siêng năng cần cầu tu tập chánh pháp Bồ Tát Tạng, làm những việc cần làm cho đến dân trà nước. Đây là phát tâm thứ tư của Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng lỗ, sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng cả rằng: chúng sinh nhiều kiếp trong đường ác, không biết gì về các thánh đạo, sinh vào súc sinh lừa lạc đà, giữ đủ mọi hình thức khổ não. Đường lai nếu được làm thân người, làm các sự nghiệp mọi hiền thiện, hướng đến bồ đề môn chánh đạo, là tướng thù thắng của người trí. Ta nên phát khởi tâm tôn trọng, khéo hay an trụ vào pháp Phật, vâng lời chỉ dạy của Xà Lê, nguyện được bồ đề thật thù thắng. Trong kiếp quá khứ chẳng nghĩ bàn, trôi lăn mãi mãi trong sinh tử, luôn làm các việc không nghĩa lợi, không thể tu tập hạnh bố thí. Ở đời không thể tự nuôi sống, biến nhắc xa lìa thiện tri thức, mà cứ vâng lời của bạn ác, do đó trôi dần theo dòng ác, lạc đà lừa luôn chịu không cùng, trói buộc đánh đập thân chịu khổ, xa lìa bạn tốt bị quả báo, trong loài ngu xúc nghiệp không mất. Loài lừa lạc đà thọ sinh rồi, cứ mãi chịu trói khổ ác sâu, lại mang gông ách chở càng nặng, lúc đó khó thân cận bạn lành. Làm được thân người rất là khó, thân cận bạn lành càng khó hơn, sát na thân cận bạn hiền thiện, nhổ sạch khổ não trong nhiều kiếp. Nếu hay tu thiện thân ngữ nghiệp, tinh tấn tránh xa các lỗi lầm, tâm an mạng sống làm các việc, ta nhờ thân cận thiện tri thức, thờ A-xà-lê không dối trá, từ đó ta phát tâm bồ đề, bồ đề thánh đạo tuyên dư mãi, tôn ngưỡng tôn sư luôn kính trọng, hương xoa và các hương thơm khác, các y phục đẹp và hương bột, trang nghiêm vật lạ tràn hoa báu, cúng dường đấng lượng túc thánh tôn. Mười phương hiện trụ tất cả Phật, khai thị thắng nghĩa lợi chúng sinh, phóng ánh sáng vàng khắp tất cả, vô biên sắc tướng vị cúng dường, đã phóng ánh sáng như Phật rồi, cúng dường đấng nhân trung điều ngự, bồ đề chánh đạo nhân thanh tịnh, đến bồ đề tràng nguyện chứng quả. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ tư của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, năm là Bồ Tát phát tâm như vậy, chúng sinh trong thế gian nên nghĩ như vậy: ta trong nhiều kiếp xa lìa thiện tri thức, thân cận ác tri thức, tinh tấn mòn dần, sinh ra biến nhát, ngu si tối tâm, không biết nhẫn nhục thương yêu, không có các tướng tốt, không biết suy nghĩ. Thường thầy, tất cả chúng sinh trong thế gian không biết suy nghĩ rằng tất cả mạng sống của muôn vật đồng là xác thịt của một thân, hoặc còn hoặc hoại thì thịt ấy không khác. Ăn thịt chúng sinh lại cho rằng không có tội, cũng không tướng tội, không phước cũng không có tướng phước, cho đến tận mấy biển xa thâm thẳm vời vợi, cái thấy của các chúng sinh ấy cũng không khác, không tội không phước. Vì lý do đó cho nên không biết gì về tội hay phước. Do không biết cho nên gần gũi kẻ ác kiến, càng thêm ngu si tối tâm, không biết đường tốt, chỉ tạo tội nghiệp. Do tạo quá nhiều nghiệp bất thiện, cho nên khi quả báo thành tục phải chịu thân tướng thấp hèn, cho đến đọa vào địa ngục, chịu khổ địa ngục, nước hòn sắc nóng, tra khảo đánh đập, trói buộc, treo lên, làm cho chết đi sống lại, trải qua trăm ngàn năm không nghe đến tiếng vui, có đâu được hưởng vui. Đó đều là do không biết tội phước, không tạo nhân bố thí. Người trí nên suy nghĩ: ta nay phát tâm này, thân cận bạn lành, nên được thân người, không tiếc thân mạng, bố thí rộng rãi, làm các nghiệp thiện, thân cận hầu hạ A-xà-lê, siêng năng cần cầu tu tập chánh pháp Bồ Tát Tạng, làm những việc cần làm cho đến hầu hạ trà nước A-xà-lê. Đây là phát tâm thứ năm của Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kể rằng: vì do thân cận các bạn ác, tâm xấu khinh khi dối người khác, sống trong tội nghiệp và tà kiến, từ đó tội nghiệp ta càng nhiều. Các loại chúng sinh tận xa thẳm, ăn uống thỏa thích không biết đủ, cho rằng tội phước đều không nhân, cũng không khổ sợ các báo ứng. Thấy các tội nghiệp như thế đó, mỗi thân cận với bạn ác, hướng đến gian ác tội càng sâu, do đó mau đọa vào địa ngục.
dạo được thân người trải nhiều kiếp, cứ mãi đọa vào ba đường ác, không thấy bậc chánh đẳng chánh giác, xuất hiện thế gian sinh quy hướng. Cũng không nghe đến thiện tri thức, tiếng tốt vang lừng cả thế gian, nếu ta đương lai được thân người, rồng tu hiện thiện các sự nghiệp, thế gian thân người rất khó được, tòa mạng chúng sinh cũng lại khó, chánh pháp Như Lai khó được nghe, chư Phật xuất thế thật khó gặp, làm được thân người rất là khó, mau được thánh đạo càng khó hơn, nếu ta gặp Phật ở thế gian, vâng lời nhất thiết trí thanh tịnh. Ba nghiệp của thân, ngữ và ý tạo ra tất cả các tội lỗi, đối với quả khổ không rốt ráo, thệ nguyện tu hành không trở lại. Nếu như trong tâm thanh tịnh rồi, thì tội nghiệp nhân quả cũng vậy, đối với quả khổ không rốt ráo, như trong tâm ấy đều thanh tịnh. Ba nghiệp thân, miệng, ý, các thiện, vô trí thế gian thật khó làm. Chỉ trừ thân cận A-xà-lê, nguyện được bồ đề quả thù tán, nên biết chánh đạo là thánh đạo. Ý vui khó tiên nói như vậy, vào cửa tinh tấn không dối gạt, thành Phật Bồ Đề quả thù thắng. Bồ Tát phát tâm như vậy rồi, tôn trọng tôn sư hầu trè nước, trí tuệ phương tiện được viên thành, đó là đại hạnh của Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ năm của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sáu là Bồ Tát phát tâm như vậy. Chúng sinh ở thế gian nên nghĩ như vậy, ta trong nhiều kiếp xa lìa thiện tri thức, gần gũi ác tri thức, không ham thích thiện, đối với bậc tôn sư trí giả, không có tâm khiêm hạ, cung kính, tin theo, khen ngợi, thân cận, đảnh lễ cung phụng, chấp tay, làm các nghiệp thiện, chỉ nuôi lớn tâm kiêu mạn, tạo nhiều bất thiện. Do tạo nghiệp bất thiện này, đến khi quả báo thành tục, dù được thân người nhưng lại bị ốm yếu, gầy mòn, không tự nuôi sống, không thể làm việc bố thí, tuy sinh trong loài người nhưng tánh còn sang thêm keo kiệt, như vậy càng thêm nghèo cùng khốn đốn, hoặc làm kẻ nô tỳ đầy tớ bị người khác sai sự trói buộc. Như loài phi cầm đam mê dục lạc mà bay vào hư không, tùy theo chỗ đó, chỗ nó đậu, nguy hiểm mà kinh sợ. Chúng sinh tà kiến cũng như vậy, phá hủy tịnh giới. Ba căn quen làm bất thiện ở trong bốn nẻo, năm cái che lấp. Thường làm sáu thứ không tôn trọng pháp của sư trưởng, không tuân theo bảy chánh pháp vi diệu, khởi tám tà pháp, nhập tụ tà định, đối với chính phiền não thường khởi lên não hại. Thường làm mười nghiệp bất thiện điên dại đi vào đường phi đạo, hướng đến cửa địa ngục, quay lưng với đường thiện, xa thiện tri thức, gần kẻ ác tri thức, thuận theo ý ma, sẽ bỏ thiện pháp, làm điều bất thiện, đánh đập sợ hãi, gian khổ sinh ra, làm các việc không nhiều ít. Vì lý do đó cho nên không vui với việc làm bố thí. Nay ta lại phát tâm này, thân cận bạn lành sẽ được làm thân người, không tiếc thân mạng, bố thí rộng rãi, làm các thiện nghiệp, siêng năng cần cầu, tu tập chánh pháp, Bồ Tát Tạng, làm những việc cần làm, cho đến hầu hạ trà nước. Đây là phát tâm thứ sáu của Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng cả rằng, gần bạn ác càng thêm kiêu mạn, thân cận như vậy trong ngàn kiếp, sinh vào loại người làm nô bộc, luân hồi nhiều kiếp trong ba cõi. Làm được thân người rất là khó, thân tướng tối thượng càng khó hơn, sắc tướng tốt đẹp cũng lại khó, chư Phật ra đời rất khó gặp. Ta nên thân cận bạn hiền thiện, hiển bày chánh hạnh của Bồ Tát, tâm Bồ Đề rất là rộng lớn, nhiều câu chi kiếp nguyện đạt được, thân không chắc chắn như bọt nước, là như huyện hóa nô đùa giỡn, như những gì thấy ở trong mộng, biết rõ không thật đều hư dối, tuổi thọ sắp hết mạng rất ngắn, cũng như điện chớp có gì lâu, sát na mẹ diệt nên uẩn chuyển, bỏ thân không thật cầu thể thật. Thời phần chuyển đổi trụ mau chóng, phải nên xô đổ núi kiêu mạn, hư giả hòa hợp trong ba đời, trôi nổi mãi mãi không biết được, xả bỏ thân này lìa các ái, cũng không luyến tiếc thân mạng này, diệt trừ ngông cuồng tâm ngã mạn, tôn trọng tôn sư luôn hầu hạ, thế gian tôn sư rất tối thắng. Bằng với cha mẹ không khác gì, dứt trừ ngông cuồng tâm kiêu mạn, tôn trọng siêng năng làm các việc, Bồ Đề vô thượng của Bồ Tát, hạnh thù thắng đồng phần Bồ Tát, ham thích tôn trọng tâm kiên cố, nguyện các làm các việc đều chủ mãnh. Khi hành mạng ái, mạng tăng trưởng, đoàn trừ pháp mạng không thể biết, nhờ trí kim cang phá không còn,
núi đại kiêu mạn đều xô gãy, khiến người tu bồ đề thù thắng, an trụ bồ đề tràng tối thượng. Chánh pháp xô ngã các quân ma, cứu độ tứ sinh các phiền não, mười phương tất cả người bệnh khổ, không chán thân, bất tịnh chính mình. Ta nên phát khởi tâm từ bi, làm chỗ quy hướng cho ba đời, bố thí rộng rãi ba la mật, lại học Phật giới công đức. Quán xét nhận nhục hành tròn đầy, ta phát tinh tấn đạo tối thượng, thiền định đầy trụ ba la mật, tùy tâm khởi lên khéo an trụ. Phương tiện thắng tuệ cũng như vậy, nguyện thờ tôn sư hành bố thí, tăng trưởng các phước oai lực này, chẳng thể nghĩ bàn trí tuệ thiện. Mình người ý vui càng thêm cao, tu học viên thành chân pháp khí. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ 6 của Bồ Tát. Số 316, Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, Quyển 20. Phẩm 7, Trì Giới Ba La Mật, phần 3. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, 7 là Bồ Tát phát tâm như vậy, chúng sinh trong thế gian nên nghĩ, ta trong nhiều kiếp xa lìa thiện tri thức, gần ác tri thức, sinh ra biến nhát, tinh tấn mòn dần, ngu si tối tâm. Như người câm ngọng, không có kiến thức, không biết nhẫn nhục, cũng không thương yêu, không biết ác nghiệp ác báo, không biết thiện nghiệp thiện báo, không tạo nghiệp tạp báo. Không tạp nghiệp tạp báo tự mình đã không biết mà lại không chịu học hỏi Sa Môn, Bà La Môn, các bậc A Xà Lê về những điều gì là thiện, điều gì là bất thiện. Việc nào có tội, việc nào không tội, người nào nên thân cận, người nào không nên thân cận, việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Làm việc gì rồi, trong nhiều kiếp không có nghĩa lợi sinh các khổ não, do đó ngã mạn càng thêm tăng trưởng, không thể nhận thức được thiện nghiệp căn bản, chỉ tạo ra bao nhiêu nghiệp bất thiện. Dù được thân người nhưng các căn tàn tật lại ở trong loài người, không thể tự nuôi sống, không thể thực hành bố thí là làm người đuôi điếc câm ngọng, không có các sắc tướng, không thể biết được lời nào thiện, lời nào ác. Vì lý do đó cho nên không ưa bố thí. Nay ta trở lại phát tâm này, thân cận thiện trí thức. Nếu được làm thân người các căn trọn vẹn, có khả năng tự nuôi sống, tập hành bố thí, không tiếc thân mạng đầy đủ các sát lực, biết rõ ràng về lời ác, lời thiện, lại hay thỉnh hỏi tôn sư trí giả về những gì là thiện, những gì là bất thiện, cái nào có tội, cái nào không có tội, người nào nên thân cận, người nào không nên thân cận, làm những việc nào là trái với pháp thanh văn duyên giác mà lại thuận hướng với nghĩa Bồ Tát Tạng. Thân cận hầu hạ A Xà Lê, làm những việc cần làm, nhàm chán cái thân không chân thật này, mong cầu thân kiên cố chân thật cho đến dân trà nước. Đây là phát tâm thứ 7 của Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại bằng cả rằng: muốn gần bạn hiền làm lợi ích, ta phải xa lìa trăm ngàn kiếp, không nên thỉnh hỏi môn thiện ác, có tội không bị các quả báo, tâm tăng thượng mạng đọa địa ngục, bàn sinh ngạ quỷ trong các nẻo, thân cận bạn bè tạo tội nghiệp, chịu khổ nhiều kiếp không cùng tận. Dù được thân người căn tàn tật và chịu luân hồi trong nhiều kiếp, không nhận xét được môn thiện ác, có tội không tội và quả báo, nếu được thân người lìa gian khổ, các căn trọn vẹn đủ tướng tốt, nhân tướng đầy đủ lìa các nạn, như rùa chuột mắt gặp cây nổi, được thấy đèn sáng chiếu thế gian, nghe lời Phật dạy pháp vô nhiễm, lúc đó thỉnh hỏi thế gian tôn các quả báo thiện và bất thiện. Những kẻ keo kiệt hướng về đâu, người không keo kiệt hay bố thí, tham dối phá giới như thế nào? Người không phá giới lại ra sao? Tại sao như ác tâm không động? Tại sao biến nhát tâm tán loạn? Tinh tấn thiền định vui thế nào? Ác tuệ ngu si sẽ ra sao? Làm sao để được tuệ chân thật? Làm sao bồ đề hành phương tiện? Sáu thứ hiện hành rồi ra sao? Từ tâm rộng lớn hơn thế gian, chúng sinh đạo ác làm sao cứu, làm sao vui pháp tâm không chán, hành tàng bồ đề siêng năng cầu, trong mười phương cõi khéo an trụ, làm sao đích thân đến chỗ Phật, làm sao lễ phụng tạo các phước, phổ hiền hạnh môn lại ra sao, như ta ngày nay khéo thân cận, làm sao thịnh hội A Xà Lê, nguyện nghe tôn sư tôn trọng thờ, sinh tâm hoan hỷ A Xà Lê, tâm này sinh rồi chân Phật tử, phước lực trí lực càng tăng
càng thêm tăng. Từ đó thành tựu trí to lớn, trí lực mạnh mẽ, phát thánh tâm, hầu hạ trà nước sinh hoan hỷ. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực thứ bảy của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tám là Bồ Tát phát tâm như vậy. Chúng sinh trong thế gian nên nghĩ thế này, ta trong nhiều kiếp xa lìa thiện tri thức, gần kẻ ác tri thức, ít có siêng năng, sinh ra biến nhát ngu xê tối tâm, như người câm ngọng. Tất cả văn cứu ở thế gian, cùng với nghĩa cứu hợp, pháp cứu hợp, vì pháp cứu hợp cho nên trụ vào vắng lặng, cùng với lìa tham hợp, chánh trí tịch diệt, cùng với sa môn bà la môn, đồng trụ niết bàn. Vì chấp ngã cho nên đối với tất cả xứ sở, không thể hiểu biết văn nghĩa cứu hợp, cho đến đồng trụ niết bàn, cũng lại không thọ trì độc tụng, cũng lại không có sức lực, không có tinh tấn, không có lực dụng của sĩ phu, không có thế của sĩ phu, không có siêng năng dụng mãnh của sĩ phu, không có tinh tấn tối thượng, không nhân không duyên, các phiền não của chúng sinh cũng không nhân không duyên, chúng sinh tạp nhiễm không nhân không duyên, chúng sinh thanh tịnh không nhân không duyên. Các nhân này dựa vào các kiến không thể biết rõ, những nghiệp thiện đã làm chỉ tạo ác nghiệp, giàu được thân người, nhưng các căn bị tàn tật khiếm khuyết. Chính bản thân không thể tự nuôi sống, không thể thực hành bố thí, si mê che lấp, đuôi điếc câm ngọng, không có sắc lực, không thể hiểu văn nghĩa cứu hợp, cho đến không đồng trụ niết bàn, cũng không thể thọ trì độc tụng. Vì lý do đó, cho nên không thể thân cận học tập thực hành thiện pháp. Ta nay lại phát tâm này, tiếp xúc thiện pháp cho đến không tiếc thân mạng, biết rõ văn nghĩa cứu hợp, đồng trụ niết bàn xuất ly, cần cầu tu tập, thọ trì độc tụng chánh pháp Bồ Tát Tạng, siêng năng tinh tấn, thân cận hầu hạ A Xà Lê, thọ trì độc tụng chánh pháp Bồ Tát Tạng, nhàm chán thân không chân thật này, mong được thân chắc chắn chân thật, đầy đủ phước trí thắng lực. Do phước trí thắng lực được đầy đủ, cho nên mọi thao tác tu tập được rành rẽ, có khả năng tích tập chánh pháp Bồ Tát Tạng, thân cận hầu hạ các bậc A Xà Lê, làm những việc cần làm cho đến dân trà nước. Đây là phát tâm thứ 8 của Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kệ rằng, bởi do pháp nghĩa ấy tương ưng đối với chánh đạo tu đạo hạnh, trong lý tịch diệt được tu chứng, đạt được chân thật đạo niết bàn. Nếu ai xa lìa các pháp này, thì đối các pháp không được lợi. Nếu tương ưng với không nghĩa lợi, thì không gần được với chánh pháp. Không lực cũng lại không tinh tấn, thế dụng sĩ phu cũng đều không. Không người dũng mãnh cũng như vậy, đối nhất thiết xứ không được gì. Nên thấy không Phật cũng không Pháp, không cha, không mẹ và tông thân, do đó thiện ác nghiệp đều không, tất cả đều không các báo ứng. Thấy các tội nghiệp như thế đó, mỗi mỗi thân cận tội càng sâu, hướng đến gian ác ngày càng nhiều, đọa vào địa ngục qua nhiều kiếp, địa ngục hết chịu báo bàn sinh, trong loài ngạ quỷ tội càng nhiều, về sau nếu được làm thân người, tai điếc ngu si lại không lưỡi. Ngoài ra còn chịu báo công ngọng, ngu si khuyết lậu khổ càng tăng, trở lại chịu tai ương địa ngục, bởi do không hiểu nên đọa lạc. Trải qua nhiều kiếp sau mới được, thân người trọn vẹn đủ tướng tốt, các căn đầy đủ xuất thù thắng. Nương thời tịnh trụ lại suy nghĩ, nói đối các pháp nghĩa tương ưng, liền được đồng về đạo xuất ly, tu đạo Bồ Đề chứng Bồ Đề. Ta nên suy nghĩ việc như vậy, tất cả các đại Bồ Tát Tạng, chánh pháp hòa hợp nghĩa thậm thâm, trải qua câu chi trăm ngàn kiếp, phát sinh tịnh tính thật khó được. Nếu còn nhiều thứ các khổ khác, diệu pháp chư Phật chẳng nghĩ bàn, tùy theo tu tập hay thọ trì, vì Phật Bồ Đề quả thù thắng, ta nên thân cận và phân theo, tôn trọng tín phụng A Xà Lê, chư Phật Bồ Tát cũng như vậy, liền được tính thanh tịnh tối thượng, phát sinh tịnh tâm như vậy rồi, đó là tâm Bồ Đề rộng lớn, thắng tuệ phương tiện đều viên thành, hầu hạ trà nước thường tinh tấn. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ 8 của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, chính là Bồ Tát phát tâm như vậy, thương thay tất cả chúng sinh trong thế gian, bởi do chấp trước luyến ái thân mạng, thường làm tất cả hạnh không nghĩa lợi, chạy theo điên đảo. Cái gì là hạnh không nghĩa lợi? Đó là chúng sinh luyến tiếc, chấp trước vào thân mạng, không ham thích pháp phần Bồ Đề. Đó là do ngã kiến dẫn dắt, tâm chấp trước ngu si che lấp, chạy theo các việc suy đồi phá hoại, đây gọi là hạnh không nghĩa lợi.
Lại nữa, chúng sinh luyến tiếc thân mạng là do ngã kiến dắt dẫn, luyến ái vợ con trai gái tri thức, do tâm luyến ái chấp trước che lấp, ngu si tối tâm, xa lìa các việc nhiều ích. Đây là hạnh không nghĩa lợi. Lại nữa, chúng sinh luyến tiếc chấp trước thân mạng bởi do ngã kiến dắt dẫn dắt, thích làm người nô tỳ để làm các việc coi ngó giữ gìn. Đây là làm việc không nghĩa lợi. Lại nữa, tất cả chúng sinh trong thế gian luôn đeo đuổi hạnh nghĩa lợi, và có chúng sinh không tiếc thân mạng, ham thích pháp phần Bồ Đề, với tâm Bồ Đề là trước hết, khéo tu ba nghiệp thân biện ý. Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng, luôn ham thích pháp phần Bồ Đề, tâm Bồ Đề là trước hết, tích tập bố thí ba la mật đa. Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng, thường ham thích pháp phần Bồ Đề, với tâm Bồ Đề là trước hết, thực hành bố thí, ái ngữ lợi hành đồng sự, nhiếp hóa hết tất cả chúng sinh. Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng, thường ham thích chánh phần pháp phần Bồ Đề, với tâm Bồ Đề là trước hết tu tập niệm xứ, chánh cần thần túc, căn lực giác đạo, Bồ Đề phần thù thắng. Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng, thường ham thích pháp phần Bồ Đề, với tâm Bồ Đề là trước hết, lắng nghe vâng lời dạy bảo của cha mẹ và các bậc A Xà Lê, lễ bái khen ngợi, cung kính chắp tay, phụng hành các việc. Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng, thường ham thích pháp phần Bồ Đề, với tâm Bồ Đề là trước hết, thường đem tâm thanh tịnh làm việc tam bảo. Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. Lại nữa, chúng sinh nghĩ như vậy: ta vì tiếc thân mạng, cho nên việc không nghĩa lợi luôn theo đuổi ta. Vậy ta nên siêng năng tinh tấn, thân cận hầu hạ A Xà Lê, không tiếc thân mạng, làm những việc cần làm, nhàm chán thân không chân thật này, mong cầu thân chắc chắn chân thật, phước trí thắng lực sẽ được đầy đủ. Do đầy đủ, cho nên mọi thao tác tu tập đều được thành tựu, đến Bồ Đề Tràng sẽ chứng thánh quả. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ 9 của Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kệ rằng: nếu người còn luyến tiếc thân mạng, pháp phần Bồ Đề không ham thích, ba nghiệp bất thiện đều tạo đủ, đó là kẻ ngu si, dị sinh, luyến ái thân mình và vợ con, và các trai gái cùng khuyến thuộc, tâm chấp trước này không nghĩa lợi, kẻ ngu si xoay chuyển ba cõi, lại làm nô tỳ làm mọi việc, bởi tâm bất giác thường luyến tiếc, dính mắc vào việc không nghĩa lợi, nuôi sống cho các loài bốn chân, chứa nhóm tiền của lúa thấp nhiều, mình không thọ dụng không cho ai, không nghĩa lợi này ái trước sau, che giấu âm thầm không lộ ra, nhiễm trước vào không nghĩa lợi này, tâm kẻ ngu si thường ái tiếc. Ngược lại với thiện ý Bồ Tát, xả bỏ không thể sinh yêu thích, nếu người không tiếc cả thân mạng, ham thích Bồ Đề phần thù thắng, ba pháp thiện nghiệp tạo đầy đủ, điều này gọi là có nghĩa lợi. Thế giới nhẫn nhục và thế giới nhẫn nhục và tinh tấn, thiền định thắng tuệ cũng như vậy, cùng với phương tiện hạnh tương ưng, điều này gọi là có nghĩa lợi. Phụng thờ cha mẹ là trước hết, vâng lời tôn sư cũng như vậy, suy nghĩ kỹ lưỡng môn tam bảo, điều này gọi là có nghĩa lợi. Các đại Bồ Tát tạng thậm tâm, nhiếp hết tất cả pháp thù thắng, thọ trì độc tụng rộng tuyên dương, điều này gọi là có nghĩa lợi. Các thắng hạnh có nghĩa lợi này chính là chư Phật đã tuyên nói, như trên đã nói nghĩa tương ưng. Đây là Phật tử hạnh to lớn, phát sinh đại tâm như vậy rồi, lại phát tâm thanh tịnh chắc chắn, thân cận hầu hạ A Xà Lê, cung phụng trà nước làm các việc. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ 9 của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, mười là Bồ Tát phát tâm như vậy, thương thay tất cả chúng sinh trong thế gian, không thể điều phục tâm ý như lý, trái nghịch với lời dạy của A Xà Lê. Những người này sẽ không được thánh tài của A Xà Lê. Những gì gọi là thánh tài của A Xà Lê, đó là tính tài, giới tài, văn tài, xã tài, tuệ tài, tàm tài, quý tài. Bảy pháp này là thánh tài của A Xà Lê. Do không được thánh tài như vậy cho nên phải chịu nghèo cùng, bức bách tâm ý. Người trí nên khéo điều phục tâm, tùy thuận với lời dạy của A Xà Lê, tập hành bố thí, làm các việc thiện. Vì sao? Vì nếu có khả năng điều phục tâm, tùy thuận lời dạy tu hành bố thí, người này liền được thánh tài của A Xà Lê. Sao gọi là thánh tài của A Xà Lê?
Đó là chánh pháp Bồ Tát Tạng, như hết tất cả pháp khéo điều phục của Bồ Tát. Biết như vậy rồi, siêng năng tu tập chánh pháp Bồ Tát Tạng, tuyên nói rộng rãi cho mọi người. Nếu ai có khả năng an trụ Bồ Tát Tạng, thì đoạn trừ được nghèo khổ rốt ráo, hướng đến chánh đẳng chánh giác, phát tâm như vậy rồi thì có khả năng tùy thuận của A-sa-lê, hành bố thí, nhàm chán thân không chân thật này, mong cầu thân chắc chắn chân thật, thân cận hầu hạ A-sa-lê cho đến dân trà nước. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ 10 của Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lặp lại bằng cả rằng, tất cả chúng sinh khó điều phục, trong lòng dối trá lại hiểm ác, trái với lời dạy của tôn sư, không thể kham nhận và nhẫn nhục. Biết được khó điều phục này rồi, phải nên tùy thuận lời thầy dạy, đem lời chỉ dạy để tuyên dương, liền được thánh tài của Như Lai. Đó là tính tài và giới tài, văn tài, xã tài cũng như vậy. Trong đó tối thắng là tuệ tài, tam quý thánh tài là bảy pháp. Biết rõ thánh tài như vậy rồi, bảy thứ phục tàn dùng không hết. Nếu như không biết rõ như vậy, thì đó không phải là pháp khí. Nếu chúng sinh này là pháp khí, thì được đầy đủ pháp chư Phật, không dối khéo điều phục xưng dương, siêng năng tinh tấn tu thí hạnh, dục tâm tôn trọng pháp phi diệu, vứt bỏ thân mạng không khó gì, tu bồ đề Phật thành pháp khí, biết rồi tu trì không gián đoạn, pháp giới bình đẳng không sai biệt, Phật điều ngự tôn đã tuyên nói, môn chánh pháp Bồ Tát Tạng này, hay khéo an trụ trong bồ đề. Như trên đã nói pháp rộng lớn, đó là chân thật tài chư Phật. Vì tất cả pháp là vô ngã, không tướng cũng lại không không tướng. Không có thọ mạng không tác giả, cũng không hí luận không hàm tàng. Đối với tự tánh tất cả pháp, không sinh không tướng vốn như vậy, các pháp không thành cũng không hoại, quán kỹ các pháp vốn không tướng. Người khéo điều phục vâng lời dạy, tùy theo lời dạy khéo tu tập, nếu được thấy Phật trí tự nhiên, tùy tự cảnh vào cửa giải thoát, như là tính tài và giới tài, văn xã tam quý tuệ bảy tài, thánh tài vô thượng báu như vậy, đầy đủ bảy pháp dùng không hết. Nghe pháp tạng ấy rộng bố thí, khéo điều tâm ý tùy, đều tùy thuận, luôn luôn thân cận các bạn lành và thường tu tập các thiện hành, tôn trọng đại bồ đề vô thượng, siêng hành các pháp cũng như vậy, phát sinh tâm thù thắng như vậy, như khát nhớ nước không biết mệt, nước sạch chứa đầy trong bình sạch, tâm rộng lớn ham thích hiến dân. Này Xá Lợi Tử, đây là phát tâm thứ 10 của Bồ Tát. Do phát tâm rồi cho nên siêng năng tu tập chánh pháp Bồ Tát Tạng, thân cận phụng thờ A-sa-lê, làm các việc cần làm cho đến hầu hạ trà nước. Nhờ xuất thiện căn tối thắng này, cho nên người tu tập hạnh Bồ Tát đạt được bốn pháp. Một, như A-sa-lê đã dạy, mau chóng đạt được tất cả thiện pháp. 2. Vâng lời dạy của A-sa-lê. 3. Tu hành mau chóng được thành tựu. 4. Tu hành nhân chánh pháp đầy đủ. Lại nữa này Xá Lợi Tử, người tu hành Bồ Tát sinh vào nhân gian đạt được bốn pháp. 1. Dạy dỗ nhiều người tất cả thiện pháp tùy theo khả năng mà an trụ. 2. Ở trong núi sâu được nhiều người hoan hỷ. 3. Vì tâm rộng lớn cho nên cả ngày lẫn đêm được nhiều người đến. 4. Không có chỗ sinh ra, đến khi mạng chung được sinh lên cõi trời. Lại nữa này Xá Lợi Tử, người tu hành Bồ Tát sẽ lên cõi trời đạt được bốn pháp. 1. Được thiên chúng dân cúng tòa tối thượng. 2. Được mọi chỗ đi đến được thiên chúng chiêm ngưỡng tướng đẹp vi diệu. 3. Tùy theo lời nói ra, mọi người đều lãnh thọ rõ ràng. 4. Chỉ đến chỗ Chúa Trời để thích thưa hỏi những điều nghi, chứ không đến chỗ của các trời khác, được thọ dụng cung điện ở trong cõi trời. Này Xá Lợi Tử, người tu hành Bồ Tát sẽ lên cõi trời được bốn pháp như vậy. Nếu sinh vào cõi người, được vô lượng trăm ngàn pháp môn. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kệ rằng. Được tòa tối thắng trong cõi trời, lại được thiên chúng luôn cung kính. Tất cả thiên chúng đều chiêm ngưỡng, thường nghe nói thiện pháp như vậy. Tất cả việc làm đều là trí, hỏi pháp đế thích tâm không tiếc, được cung điện thù thắng ở cõi trời. Diệt ở cõi trời sinh cõi người, lại được sinh vào chỗ tối thắng, làm chuyển luân vương nhiếp bốn châu. Sau khi chết rồi sinh trở lại,
ở trên cõi trời hưởng vui sướng, cõi trời không có các khổ não, tôn trọng tôn sư gieo nhân này, bốn môn thù thắng vi diệu này, thường được việc rộng lớn như vậy. Do tâm không khởi lên chấp trước, tôn trọng tôn sư khéo tu tập, với tâm thanh tịnh dân trà nước, ham thích tôn trọng thường không chán, thường được các hàng trời người rồng tôn trọng cung kính và cúng dường, khi được sinh lên cõi trời kia, cũng lại được bốn thứ pháp ấy. Tại sao gọi là bốn thứ pháp? Biết rõ những nghiệp trước đã làm, tích tập hạnh thiện và nhân thiện, việc làm hiện tại thường không giảm. Lại nữa, vì do thiện pháp này, cho nên biết rõ chỗ sinh diệt, hiện sinh không động cũng biết rõ, thế nên biết rõ các pháp hành. Tuy nói rộng rãi cho chư thiên, y pháp hiện bày và dạy dỗ, làm, rộng làm, lợi ích hạnh thù thắng, rồi sau diệt độ từ cõi trời. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, người tu hạnh Bồ Tát được bốn pháp. Một, sau khi diệt độ từ cõi trời rồi, sinh vào nhân gian, cùng cấm giới, cùng phần sinh. Hai, sinh vào cõi người rồi, hiện tại được năm loại bi pháp. A, hiện tại được sinh trong thiện pháp. B, hiện tại đầy đủ tướng oai nghi. C, hiện tại được đầy đủ tịnh giới. D, hiện tại quyến thuộc đông nhiều. E, hiện tại khởi tâm từ quán đối với chúng sinh. Lại nữa, sẽ được năm pháp không phá hoại. Một, thiện hữu tri thức thường không phá hoại. Hai, thân lâu hoại. Ba, thọ dụng giàu có sung sướng nhưng không phá hoại. Bốn, phát tâm bồ đề chắc chắn không thể phá hoại. Năm, đối với lúc đói khát liền được pháp lạc sung túc no đủ. Lại nữa, sẽ được năm pháp hy hữu. Một, đem bình không để nơi một chỗ, tự nhiên có đầy nước thanh tịnh trong đó, trong nước đó là chứa đầy các loại trân báu vi diệu. Hai, lúc khác cần đến nước thì tự nhiên có nước tám công đức hiện ra trước. Ba, thân lìa các nhiệt não như độc, đau, lửa, nước, ẩm phục, oai quang, ăn nuốt sợ hãi. Bốn, hoặc gặp lúc đau binh, kiếp tật dịch, kiếp đói khát, kiếp họa tai, kiếp thủy tai, kiếp phong tai, kiếp nghèo thiếu, kiếp đóng bức, nạn dạ xoa, hiện sinh trong cõi diêm phù đề, liền được sinh lên cõi trời, thọ mọi sự sung sướng khoái lạc, hưởng thọ vui vi diệu như kim cang du hí. Đây là pháp hy hữu. Năm, người tu hạnh Bồ Tát nhờ căn lành này nên lìa mọi chướng nạn trong hiện tại không đọa đường ác, ác tác không thể nhiễu loạn động tâm, mau chóng được xuất ly. Năm pháp hy hữu như vậy, người tu hạnh Bồ Tát nhờ xuất thiện căn đó, cho nên đều được viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng, Chánh Pháp Kinh, quyển 20 hết.